chơi nhớ. Má chị ơi, chị ơi, má chị ơi. Một con đường, cho một con đường. Chào chị Văn Đức. Chào chị và các bạn. Các con đang ở đâu đây? Các con đang ở Anh Trường ạ. Ở quảng trường gì? Ở trường Lê Gia. À đúng rồi. Đố con biết hôm nay là thứ mấy? Hôm nay là 6. Ngày bao nhiêu? Hôm nay là ngày 13. À, tháng 1 năm 2023. Ở đây đang tổ chức hội xuân xứ Trà đây, được không? Quan bố. À, sao hả chị? Giống như là cô chưa viết lên bảng à, ừ, giống như cô giáo con đã viết lên bảng à, đúng không? Và đố con đọc được chữ gì ở trên đây hả chị? À đúng rồi, đấy là chữ Thành Phố Thái Nguyên. Con đọc nhanh, con đọc nhanh trước bố rồi. À rồi, con đọc nhanh trước bố rồi. Thế là con giỏi hơn bố đúng không? Vâng ạ. À, đúng rồi. Thế thì bố con mình sẽ cùng qua đây để xem rằng là ở đây có gì hay không nhá. À, rồi con từ từ đi từ không ngã. À, con qua đây. Đố con biết đây là cái gì? À, đúng rồi, đây là trong chóng. Con nhớ rằng là những cái chỗ lát đá ở quảng trường Võ Nguyên Giáp này người ta đi lại nhiều và nó phơi mưa phơi nắng nhiều, nó cũng rất là trơn nên đi cẩn thận. Thôi con này đi vào trong cỏ nhân tạo này cũng được. Đấy, đi mình đi tham quan xem ở đây có những gì. À, ừ, đâu bây giờ mình ra đây. Đố con biết là ở đây là nó có những cái gì thế này. Đấy. Ở đây có một cái phông nhờ. Cái phông gì mà tối như ảnh nguyên. Rồi phông này có chữ gì? Con nhìn xem. Phông này sắc xuân. À đúng rồi, sắc xuân năm nào? Năm 2023. À, rồi, năm 2023 có tên là năm Quý Mão con nhá. Hay là con mèo quý đấy. Ở hai bên phông này là hai cây mai ngừng. Sao con? Có nhà hay lá cơ. Đúng rồi. Tự nhiên cây mai là cây mai nhân tạo thôi, chứ không phải cây mai tự nhiên. Sao con? Chơi cá chiều. À, thôi được, mình qua đây mình đi tham quan đã con. Đây. Để xem là có những gì. Ngừng. Rồi. À, giống như rằng là cách đây 1-2 năm thì nhà mình có một cái video về hội xuân xứ Trà. Thì ở đây thì không phải là mang tên như thế, nhưng mà mình nhìn thấy cái phong cách hay rằng là cách trình bày nó cũng kiểu như vậy. Cho nên mình ở đây cũng có thể gọi là hội xuân xứ Trà năm 2022 cũng được. Đâu rồi con ơi, qua đây. À, là 2023, không phải 2022 à, đúng rồi. 2022 là cái năm ngoái rồi, bây giờ đến năm 2023 rồi. Đấy, sai cái là các con có thể là chỉnh ngay đấy. Ở đây là một cụm cảnh để mà người ta chụp ảnh, được tạo bởi nhiều cuộn rơm có cây hoa đào nhân tạo. Con đây con, đừng tung cái đấy vào người, rơm nó rất là nhậm. Và đố con biết rơm là cái gì? Rơm là cây lúa phơi khô, con có nhớ không? Ở dưới nhà cụ mình có rất nhiều những cái cây rơm như thế này, đúng không? Nào đâu, con dịch qua đây một tí nào. À rồi, chỗ này. Rồi, con qua gì đây? Chơi cái đấy. Chơi cái gì? Ở đây là những cánh đồng trong chóng đấy phải. Đâu con ơi? Người ta vẫn đang phủ bạt, chắc là nó chưa xong. Ui, trong chóng. Đúng rồi, trong chóng vẫn còn đang phủ bạt. Đấy, con cứ chui vào dưới cùng với cả các em bé thì chui vào. Rồi. Cái gì? Còn ở chỗ kia là người ta bán hoa đào. Mai đào khoe sắc. Còn chỗ trung tâm văn hóa nghệ thuật kia thì như mọi năm ở đấy sẽ là một khu vực là bán hoa, chợ hoa ở đấy. Sao con? Vui chơi. Con muốn chơi cái gì bây giờ? Muốn chơi cái này. À, muốn chơi đúng rơm á, thế con chơi đi. Nhưng mà nhớ là rơm này bay vào người là nó sẽ ngứa người, nhặng người đấy. Rồi,
À, ngày nay thì những cây dơm kiểu như này thì những đống dơm nó không còn là phổ biến nữa, bởi vì rằng là người ta cũng không có nhiều nhu cầu. Lý do rất đơn giản rằng là người ta đã dùng máy cày hay trâu, trâu bò giờ là chủ yếu là phục vụ là để mục đích là lấy thịt để chính. Còn những cây dơm khi mà họ dùng máy gặt và gặt xong thì họ hay đốt luôn tại đồng. Bây giờ mình đi qua đường này tiếp đi con. Chị Đức ơi, ra đường này đi con. Đây, đi vòng qua đây con. Chị ơi, Đức ơi, đi cùng bố nào. Không bé như thế, bé tay nó ít. Ở đây thì có vẻ là công trình vẫn còn chưa hoàn thiện hẳn, nhưng mà cũng sắp rồi, bởi vì là về cơ bản đã hoàn chỉnh, nhưng mà chắc là họ còn chỉnh trang ở những cái phần cuối cùng nữa thôi. Đâu con ơi, con đi dịch qua đây để xem nào, xem là những cái lán này có gì không. Rồi rồi, đi qua đây con. Rồi, ừ đúng rồi. Đấy, đây có nhiều cây hoa mai này. Các nhìn thấy cây hoa mai màu vàng chưa? Tao dịch qua đây để xem là căn nhà nhiều ngô này. Đây, qua đây. Bố ơi! Bố ơi! Sao con? Đúng rồi, bắp ngô này màu gì hả con? À đúng rồi, màu cam. Rồi. Chưa chừng màu vàng. Rồi, vào loại ngô này người ta vẫn còn gọi là loại ngô biocid. Hay ta hiểu là hạt sinh học. Và giống ngô này, giống ngô lai tạo năng suất tốt hơn hẳn so với cả là giống ngô truyền thống. Đấy, và bên này thì còn nhiều hạng mục mà ban tổ chức vẫn đang thi công hoàn thiện nốt. Con ơi, không được làm như thế đâu. Con là bác đang phạt đấy. Đây, từ từ đấy, chưa thích kinh khai. Ngồi chơi nhà này. Từ từ chứ. Chơi rồi chúng ta sang phía bên này. Bố ơi, bố có biết chơi cáp treo. Bố. Sao con? Bố cho con chơi cáp treo. Thì con sang phía đường này xem nào. Rất nhiều người đã đến đây để chụp những cái bức ảnh lưu niệm. Đây là cụm trưng bày đèn lồng đây. Chỗ này là bố trí các trò chơi dân tộc. Đây là kiểu là đánh đu. Đánh đu là bằng tre. Đâu, con ra đâu, dưới thế nào? Rồi, đi ra đây xem nào. Đây, trò bập bênh đây. Bập bênh này thì người ta lại không cố định vào, cho nên rằng là có thể là chắc là nó vẫn chưa hoàn thiện hẳn. Bố ơi, bố. Sao con? Con muốn đi bằng cây cầu. À rồi, đây cây cầu này, cây cầu khỉ rất là nổi tiếng ở khu vực Đông Nam Bộ. Giờ các con đi cũng được, nhưng mà các con phải nhớ hết sức là an toàn nhé. Đốt đi đi. À đâu, đừng bò lên như thế, đứng lên. Nào, đứng lên. Ai? Rồi, không sợ gì đâu. Không sợ đi. Gì hết. Rồi, đấy, con bám tay vào đây. Bám một tay vào đây, đấy, để đi tiếp. Rồi. Rồi, dũng cảm lên, đừng sợ gì cả. Không sợ gì hết. Đúng rồi. Đi quan sát bước chân mình đi để cho an toàn. Ê, Chí có sợ gì không hả con? Đúng rồi, nào đi đi. Cô đi cây cầu bằng sư cầu. Đây là cầu khỉ con nhé. Người ta vẫn gọi là cầu khỉ. Có lẽ là động tác người đi qua
cây cầu này thì nó giống khỉ quá thì người ta gọi là cây cầu khỉ. Bố. À rồi. Nào bây giờ bố đỡ tay cho Đức nào. Không sợ gì đâu nhá. Ôi, con xuống. Rồi. Nào, không xuống được thì đưa bố bách xuống. Rồi. Rồi. Hai lần. Thôi cầu thì mình chơi được rồi thì lúc khác mình chơi tiếp là gì? Bố sao con? Ơi, con đi kia bố. Ừ, đúng rồi. Đấy là một cái gì con biết không? Flycam. Rồi, cái flycam đâu để bố xem thế nào, nào đâu bây giờ. Khó nhìn quá. Đâu bây giờ? Ở đây, không nhìn ở đây. Đấy, có một cái flycam. Đó, do ngoài trời cho nên là việc xác định đối tượng nó hơi khó cho mắt của người. Thì là ban đầu là hơi mất thời gian một tí. Đấy, và đương nhiên các YouTuber hay các TikToker cũng không bỏ lỡ một cơ hội như thế để có thể là có những video đẹp cho các treo đấy. Tương đối là nguy hiểm, phải có người lớn chơi cùng, còn con tự chơi thì sợ lắm con ạ. Không phải chơi cái gì bố? Thôi đâu, mình đi tham quan quanh đã xong mình mới vào chơi chứ con. Chị ơi đi nào. Đây mình vào cái khu gọi là nhà ở lán trại này xem có gì hay hay không. Ô, ơi. Sao con? Chơi cái cá treo này bố bảo rồi, nó nguy hiểm đấy con, ngồi không cẩn thận là con trượt ra là rất là nguy hiểm. À hay còn muốn chơi tung rơm á? Thôi đừng con ơi, đừng nghịch rơm ở đây. Đi vào đây. Qua phía bên này. Tôi để mình tham quan xem là các gian hàng ở đây có những cái gì. Đây, đưa đi vào đây. À rồi. Ở đây là cái mô hình lấy ý tưởng là ký ức Tết thời báo cấp đây. Đúng rồi, đây là dòng TV của thời báo cấp đây mà. Là dòng TV đen trắng, công nghệ analog. Bên này là người ta đang làm những cái chân hương. Thôi con này, đi tiếp đi con. Chỗ này thì không có gì mới cả. Đi con. Từ. Sang bên này xem nào. Đúng rồi. Con đừng nghịch con. Đi con. Con đừng nghịch tinh, không an toàn là nguy hiểm lắm. Tao vào đây con xem này. Đây là những con lợn bằng đất này. Đấy. Con đừng bê, đừng mê, đừng nghịch. Vỡ là người ta bắt đền đấy con ạ. Nhá. Và những con lợn đấy là nó có nhũ. Nào con xem cái tay của con nó bị nhũ bám vào chưa hả Đức? Rồi bánh trưng mô hình. Người ta vẫn đang trưng bày, nó chưa xong đâu. Một hai hôm nữa qua thì chắc là lúc đấy là mọi thứ mới hoàn thiện. Đi, chị gọi Đức ơi. Thank you.
Chị ơi, Đức ơi, đi qua đây con. Chị bảo là vừa rồi. Gì nữa? Hôm nay mình đã qua thành phố Thái Nguyên. Mình cùng các bạn đi tham quan. Tham quan hội xuân thứ xứ trà. Xuân trà. Năm nào? Năm 2023. Rồi. Hội xuân này vẫn còn đang hoàn thiện và cũng tổ chức chắc là cũng sẽ qua Tết đây. Cho nên là nếu mà mọi người có điều kiện qua chơi để mà chụp những tấm hình đẹp hay rằng là trải nghiệm những trò chơi dân tộc thì đấy cũng là một trong những cái gợi ý hợp lý. Và chị ơi, chị bảo gì nữa nhỉ? Bây giờ anh em mình làm gì? Chơi đây. À, cùng đi chơi tiếp đây à? Hẹn. À rồi, con chưa về đấy à? Rồi, con chưa về đấy, đi xem có cái gì. Rồi, đấy, trong chóng đấy, đúng không? Trong chóng người ta vẫn còn đang che bạt, đúng không? Nào, chị nói lại, bye bye các bạn. Bye bye các bạn. Đừng nói gì. Bye bye các bạn. Rồi, các bạn chơi nhá. Bye.